Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, để tranh cử với chức dân biểu của tiểu bang South Carolina đơn vị 24, chúng tôi nhận thấy có 3 ứng cử viên sẽ vào vòng sơ bộ vào ngày 10 tháng 6 năm 2014, trong đó có một nữ ứng cử viên người Việt Nam chúng ta. Xin kính chào chị ạ. Kính chào anh, xin kính chào khán thính giả đài truyền hình SBTN. Kính thưa chị, xin chị có thể cho khán giả SBTN được biết qua về chị và cũng như gia đình của chị không ạ? Dạ vâng. Tôi sinh ra tại Pleiku năm 1975 khi mà Việt Cộng chiếm đóng miền Nam Việt Nam thì gia đình chúng tôi dọn về Sài Gòn. Vâng. Tôi tiếp tục hết chương trình trung học tại trường Trưng Vương. Vâng. Và sau đó thì tôi học về thảo chương điện toán của vâng. trung tâm IBM Sài Gòn. Nhưng vì vấn đề gia tôi làm công chức cho chính quyền miền Nam Việt Nam nên tôi không được phép đi làm việc giống như những người khác. Vâng. Chúng tôi sống rất là cực khổ cho đến năm 1989 khi tôi gặp được chồng tôi bây giờ. Vâng. Ông đến Việt Nam và ông đưa tôi qua Mỹ. Ông là một người rất thương người Việt Nam. Vâng. Ông đã từng tham gia chiến trường ở Việt Nam những năm 1966-68. Ông đóng ở những vùng Đà Nẵng, Quảng Trị, Khe Sanh. Năm 1975, ông cùng với cái đoàn tự nguyện của chính quyền Mỹ yeah. sang trở lại Việt Nam vào tháng 4 năm 75 để mà ông giúp di tản những em cô nhi Việt yeah. Nam wow. trước ngày mà đất nước mình bị mất vào tay của Cộng sản. Khi tôi qua Mỹ, ông giúp đỡ tôi và đưa tôi trở lại trường. Tôi lấy được bằng 2 năm. Tôi học tiếp trường USF ở Florida. Tôi lấy bằng 4 năm về sinh vật học. Tôi đang học chương trình để lấy cái PhD về di truyền học. Hình như anh ấy đứng hát quốc ca cái ngày Memorial Day phải không chị? Dạ. Xin chị cho biết cái nguyên nhân chính nào khiến chị mà để ra mà tranh cử vào chức dân biểu kỳ này? Tôi qua Mỹ, tôi sống chỉ chuyên tâm vô học tập và đi làm. Vâng. Nhưng khoảng 5 năm gần đây, vì tôi đã từng trải qua một cái cuộc sống rất là cực khổ, rất là khó khăn với cái chế độ Cộng sản ở Việt Nam hơn 15 năm. Vâng. Nên khi tôi thấy cái tình hình của đất nước Mỹ đang đi hướng dần tới cái tình trạng xã hội hóa hoặc là cộng sản hóa, thì tôi rất là phân vân. Tôi rất là lo cho chính phủ Mỹ sẽ không còn để lại cho người dân có cái quyền tự do của trên đất nước Mỹ này nữa. Thì như ông Tổng thống Reagan có nói, khi mà cái hệ thống chính quyền mà tăng đến một mức độ, bành trướng đến một cái mức độ không thể nào cản trở lại được nữa, dạ. thì người dân sẽ mất đi quyền tự do của họ. Đó là điều mà chị lo lắng đó. Dạ. Thưa chị, khi mà chị ra ứng cử thì chị có đưa ra cái chương trình gì không ạ? Dạ có. Tôi chủ yếu nhắm vào một số những cái vấn đề coi như là quan trọng hiện nay của xã hội. Tuy nhiên vì chúng tôi mình ở Greenville vâng. nên tôi chú tâm làm cho người địa phương mình một số những vấn đề mà điều cần thiết ra hiện nay là thuế. Vâng. Chính quyền địa phương hiện nay họ đang tìm đủ mọi cách để tăng thuế, thì tôi sẽ cố gắng xóa đi những cái thuế bất hợp lý cho người dân của địa phương. Dạ, nhưng mà riêng đối với cộng đồng Việt Nam thì sao? Chị có cái chương trình gì với cộng đồng Việt Nam không ạ? Nếu mà tôi ứng cử thắng cử, tôi sẽ đem cái nguyện vọng của mình là nối kết cộng đồng người Việt Nam, cộng đồng người Á Châu vào với cái cộng đồng chung của Greenville. Tôi mong được đem cái tiếng nói của mình dạ. để mà đóng góp những cái ý kiến của dân địa phương mình vào với chính quyền lớn yeah. để mà đem lại được cho họ có một cái quyền bình đẳng trong yeah, cái đời yeah. sống hàng ngày. Những cái ước nguyện lớn nhất của cộng đồng Việt Nam hiện nay đòi hỏi và mong muốn cho Việt Nam được tự do, dân chủ và nhân quyền, và tranh đấu chống lại sự xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng. Thì thưa chị, đối với nguyện vọng đó thì chị sẽ ủng hộ như thế nào ạ? Đó là một cái quan tâm mà lo lắng của tất cả mọi người Việt Nam. Vâng. Hướng về đất nước mình, tôi hy vọng rằng nếu tôi trở thành nghị viên của chính quyền yeah. thì tôi sẽ cố gắng kêu gọi quốc hội bỏ những lá phiếu can thiệp để người dân Việt Nam có được cái chỗ đứng của họ trên đất nước của họ.
Hiện nay vì chính quyền cộng sản đã không còn giữ lại cái tư thế chủ quyền của đất nước mình, nên người dân rất khó để mà thực hiện cái quyền làm chủ nếu họ không còn có cái tiếng nói. Chị có điều gì mà muốn nhắn thêm với nói thêm với khán giả SBTN và cách riêng đối với đồng hương chúng ta tại Greenville không? Cái ngày bầu cử sắp tới là một cơ hội để tất cả mọi người được bày tỏ, chứng tỏ cái quyền làm chủ của mình, cái quyền dân của mình, người dân của mình. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta có đi bầu cử đông đủ vào ngày cái bầu cử sơ bộ ngày 10 tháng 6, chúng ta mới có thể hy vọng có cái số phiếu để cho người đại diện của chúng ta, vị dân biểu tương lai của chúng ta có thể được vào quốc hội là thay cho tiếng nói của chúng ta. Thưa chị, chúng tôi rất cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi buổi tiếp xúc hôm nay và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý khán giả, khán thính giả của đài truyền hình SBTN.